Lương Xuân Trường, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1995 tại Tuyên Quang. Là một cầu thủ bóng đá trẻ người Việt Nam đang thi đấu cho ca nguồn. Hàn Quốc, theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ. Lương Xuân Trường sinh ra trong một gia đình có hai người con trong đó anh là con út trên anh còn có một người chị gái cha anh là lương bách chiến làm việc tại công ty điện lực tuyên quang ông cũng từng là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư trong đội quân đội và là giám đốc của đội bóng đá nam của công ty điện lực tuyên quang vốn có niềm đam mê từ nhỏ cộng với niềm đam mê của chính người cha của mình Xuân Trường bắt đầu chơi bóng đá từ khi anh mới 5 tuổi và được người cha của mình trực tiếp huấn luyện. Sau này khi lớn lên anh trở thành diện tỉnh tuyên quang tại nhiều cuộc thi bóng đá trẻ năm 2007 trong một lần trong cuộc thi bóng đá trẻ ở Hà Nội khi đó anh là thành viên của đội U13 của tỉnh tuyên quang anh đã gặp huấn luyện viên Arsenal JMG và anh đã được nhận vào học viện này. Đến tháng 11 năm 2012, sau một màn gây ấn tượng khi anh cùng với các cầu thủ của đội mình đánh bại đội U17 Arsenal vào đầu. Năm, anh đã được lời mời đến tập luyện cùng với đội U17 Arsenal FC, có thể nói trong suốt những năm. 2013 đến năm 2014 anh là đại diện cho đội tuyển U19 trong tất cả các cuộc thi đấu như giải vô địch bóng đá U19 châu Á AFF U19 Youth Championship năm 2015. Anh được chọn vào làm cầu thủ của đội Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây anh được thăng chức làm đội trưởng anh chính thức tham gia vào mùa giải V League 1 vào ngày 4 tháng 1 năm 2015 và đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Sau đó anh tham gia thi đấu với các đội sổ số kiến thiết Cần Thơ và BKM Bình Dương. Tháng 2 năm 2015 Xuân Trường được tuyển vào đội U23 Việt Nam để huấn luyện cho mùa giải AFC U23 Championship đến ngày 28 tháng 12 năm 2015. Anh chính thức gia nhập vào đội Incheon United sau khi ký kết hợp đồng 2 năm cho đội tuyển này. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi ở giải ca league Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United để ca nguồn FC trên hợp đồng cho mượn một năm money Facebook. Lương Xuân Trường, t i -n p -l -a -b -o -i, số trận khoác áo. Số bàn thắng, Lương Xuân Trường, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1995 tại Tuyên Quang là một cầu thủ bóng đá việt nam đang thi đấu cho hoàng anh gia lai và đội tuyển việt nam ở vị trí tiền vệ hiện tại anh đang là đội trưởng của hoàng anh gia lai